Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đang ngủ thì có nhân viên của Viettel người ta đến đưa cho một cái mic. Tôi đã đặt mua ở trên mạng là cái mic BIM1. Tức là tại sao phải mua thêm một cái nữa? Vì năm ngoái có mua một cái, đang hiện tại đang dùng, đang ghi vào một cái máy quay để làm cái video này đây. Bởi vì nó thực sự là chỉ có khoảng dưới 300 ngàn nhưng mà phải nó dùng âm thanh các thứ là rất tốt, thế là hôm nay mua thêm một cái nữa. Và hiện tại bây giờ thì cái giá thì nó xuống hơn như năm ngoái là vào khoảng 30 ngàn. Và nếu mà tất cả các bạn nào đấy mà có nhu cầu làm về vlog hay là tất cả những cái chương trình video mà mình muốn phỏng vấn ấy, thì cái mic này là rất là tốt đấy, nó âm thanh là rất là trung thực mà giá tiền thì lại rất là mềm mại. Các bạn chỉ cần đến nhà ai mà có ao cá, ao chuông mà muốn ví dụ là phỏng vấn chủ nhà thì bảo người ta luồn cái mic qua đây. Đấy, luồn từ dưới lên để cho nó giấu cái dây này đi. Mà cái dây của nó rất dài các bạn nhé. Đấy. Đấy, đối với đàn ông thì các bạn tự tay luồn hộ. Nhưng nếu là đàn bà thì bảo người ta tự luồn chứ đừng động vào đấy. Là mình mà luồn là vô ý chồng con người ta nhìn thấy là nó múc rồi chết. Đây, trong cái... vừa tôi cũng bóc ra đây, trong đây thì nó có một cái cục pin nhé. Các bạn nhớ cục pin nó bằng cái cúc áo bằng nhỏ xíu này thôi. Vặn cái này ra. Đây. Vừa tôi đút cho pin vào rồi, vặn ra và ấn vào đây cái là xong. Cái này nó có hai nấc, hai chế độ quay. Một chế độ cho máy quay và chế độ cho điện thoại. Ví dụ dùng cho máy quay thì ta gạt cái nút này lên đây này. Đấy. Là dùng cho máy quay thì cái quả pin này mới có tác dụng. Còn nếu mà dùng cho điện thoại thì cái quả pin này không có tác dụng gì đâu. Bởi vì là nó lấy điện từ điện thoại. Nên là mọi người lưu ý nếu khi dùng cho điện thoại thì quả pin này sẽ không cần đến nó nữa. Còn khi dùng máy quay ta gạt lên. Đấy là một cái điều rất tốt. Nên dùng máy quay thì nó phải vài tháng quay đều nó mới hết được quả pin này cơ. Mà quả pin thì nó chả đáng thì tiền nó còn... Nếu mua nhiều nó có 5 ngàn. Mà cái dây này rất là dài 6 mét. Và bây giờ nhé, tôi thử test một đoạn quay bằng một cái điện thoại và cho các bạn xem một nói mấy câu không có mic và ở vị trí là xa khoảng từ đây ra kia nó khoảng 4 mét và một đoạn có mic sẽ nó như thế nào. Đây, bây giờ tôi nối luôn cái mới này cho mà xem test luôn. Đây, tôi nấu vào một cái điện thoại này. Cái này với điện thoại iPhone là mình phải mất thêm mua một cái này nhé các bạn nhé. Vì không là nó không ấy được đâu. Đấy. Ở đây là tôi sẽ đọc mấy cái câu mà nó không dùng đến cái mic nhé các bạn nhé. Ngày 19 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về những nội dung chủ yếu của dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự thảo kế hoạch tài chính. Và đấy là những cái là tôi đã cắm cái mic này vào. Và đây là cái đoạn tôi sẽ cài cái mic này vào đây nhé. Ngày 19 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về những nội dung chủ yếu của dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự thảo kế hoạch tài chính. Đấy, các bạn nghe xem giữa để phân tích giữa hai cái với cái độ xa từ khoảng 4 mét thì nó sẽ hơn lên rất nhiều. Đấy, theo ý kiến của tôi nhé, thì với một cái mức giá mà khoảng trên dưới 300 nghìn, tức là nó là một cái thứ để cho mình nên các bạn nên làm tu vi, nên sử dụng. Bởi vì nếu mà đi quay nhiều những cái clip ví dụ như là vlog hay là phải nói hoặc phải phỏng vấn thì cái này nó là rất là tuyệt vời. Đấy là theo ý kiến của tôi. Còn các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm này thì hãy để phần bình luận để cho những cái người khác có ý kiến và cho những người khác người ta sẽ tìm ra được một cái ý kiến hay nhất. Đấy, xin chào tất cả các bạn.